vắng nhà, phần 1. Mimi ngủ ngoan nha, bây giờ mẹ có việc phải đi siêu thị một lát. Con nằm vào võng để mẹ đi nha. Ngủ ngoan nha Mimi. Mẹ đi một lát rồi về, 5 giờ chiều mẹ về nha. Thôi, bye bye Mimi. Mình phải đi công việc nhanh thôi rồi về với con yêu của mình. Đi nào. Cuối cùng thì không một ai ở nhà, Mimi có thể làm mọi thứ, không ai cấm cản cả. Ý, thích quá đi. Hôm nay Mimi sẽ ở nhà một mình. Ý, hôm nay mình sẽ ở nhà một mình. Yeah, thích quá đi. Mình làm gì đây ta? Chiều 5 giờ mẹ mới về cơ. Mimi có thể làm mọi thứ Mimi muốn. Ha ha. À, hay là bây giờ Mimi sẽ đọc sách. Quyển này đây là quyển báo của mẹ, có bao nhiêu là hình ấy, thích lắm. Để xem nào, mình sẽ đeo cặp kính của mẹ vào. Aha, nhiều hình quá đi. Trông Mimi có chững chạc không nào các bạn? Nhìn cũng khá rõ đấy nhỉ. Thảo nào mẹ hay đeo kính. Nhưng mà mình chưa biết chữ đâu. À, có tờ giấy kìa. Đúng rồi, Mimi sẽ gấp một cái máy bay. Bay thôi, bay đi nào, máy bay ơi. Đây là cái máy bay thứ hai. Mình sẽ ném tung lên. Wow, cái này bay thấp hơn cái kia. Không biết làm sao mà máy bay có thể bay cao lên được các bạn nhỉ. Thôi, Mimi không đeo kính nữa đâu. Mình sẽ chơi trò khác. Nhưng mà trò gì đây ta? Để xem nào. À, có những cái bút chì màu ở trên sàn này. Bây giờ Mimi sẽ làm họa sĩ. Mình sẽ vẽ một con mèo Kitty. Nhưng mà vẽ ở đâu nhỉ? À, mình sẽ vẽ một con mèo Kitty thật xinh ở trên tường. Đẹp chưa các bạn ơi? Ha, vui thật đấy. Mẹ không có nhà thật là vui. Không ai la dày mình hết. Mình có thể tự làm mọi thứ. Ha ha. Á, hết cả hồn. Chú khỉ này thật là ngộ nghĩnh đấy. Mình yêu chú khỉ này lắm. Có phải chú khỉ đang cổ vũ mình không? Mình sẽ múa theo điệu nhạc mà chú khỉ tạo ra này các bạn ơi. Tăng 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 tăng. Vui quá đi. Nhưng mà chơi một mình buồn quá. Hay là mình sẽ gọi Mia đến chơi cùng mình. Đúng rồi, ý kiến hay lắm. Điện thoại đâu rồi nhỉ? Đây rồi, Mimi sẽ gọi điện cho Mia nha các bạn. Nhà Mia gần đây thôi nên là qua đây chắc cũng nhanh thôi. Alo, Mia hả? Nhà mình hiện tại không có ai ở nhà cả, mọi người đi hết rồi. Cậu có thể sang chơi cùng mình không? Tuyệt quá Mimi, mình sẽ đến ngay bây giờ. Chúng ta sẽ cùng chơi đùa. Vậy là đã gọi được Mia sang chơi cùng mình rồi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ ăn gói bim bim khoai tây này. Ngon quá đi. Giòn rụm ấy các bạn ạ, thích lắm. À, hình như là Mia đến đấy. Cậu ấy đến nhanh thật đấy. À, chào Mia. Hi Mimi. Cậu muốn ăn không? Ăn chung cho vui nè. Tất nhiên rồi, ngon ghê ha. Nào, chúng ta cùng chơi thôi. Nhà cậu có cái ghế xinh thế. Nó hình con hải cẩu hay sao ấy nhỉ? Để mình ngồi thử nha. Ừ, cậu cứ ngồi đi. Nó như một cái xích đu mini vậy. Thích quá đi. À, để bây giờ để xem Mimi có gì ở trong tủ để chơi nào. Đây là những đồ chơi bé tí hon của bé Bo. Một chú gấu Teddy này. Đồ chơi điện tử của Mimi. À, cái này là... Đúng rồi, đây là hộp thổi bóng bay. Nhìn Mimi này. À, nhiều bóng bay quá đi, đẹp quá đi. Giỏi chưa các bạn ơi. Ha ha, thích quá. Cho mình thổi với Mimi ơi. Ôi, bao nhiêu là bóng, thích quá. Nhưng mà bóng dễ vỡ quá nhỉ. Hết rồi Mia à. Mình chơi trò khác nha. Bật nhạc lên cùng nhảy thôi. Ừ, ý kiến hay đấy Mia. Để mình bật nhạc sôi động nha. Yeah, nhạc hay quá. Thăng 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 thăng. Mình nhảy điệu Lamada nào các bạn ơi. À, nhảy ở dưới đất không vui.
Bây giờ mình lên ghế nhảy đi, Mimi. Xem mình này. Wow, thích quá thích quá. Em cực kỳ luôn. Để xem nào, cho mình chơi cùng với. Yeah, thích quá đi, thích quá đi. À đúng rồi, hay là bọn mình làm siêu nhân đi Mia. Nhưng mà siêu nhân phải có áo choàng nữa. Mình lấy gì làm áo choàng đây? Mình có cách đấy. Bây giờ mình sẽ lấy một miếng chăn của bé Bo và của mình nữa. Hai mình cùng làm siêu nhân nha các bạn ơi. Yeah, siêu nhân đây, siêu nhân biến hình. Haha, ta sẽ đi giải. Haha, ta sẽ đi giải cứu trái đất, bảo vệ con người. Nào, chúng ta cùng nhảy thôi. 1, 2, 3. Wow, thích quá. Ôi, cái khăn, cái áo choàng che hết mặt của mình rồi. Để mình lấy ra giúp bạn nha Mia. Ta là ma đây. Ôi, sợ quá đi. Cậu làm sao vậy Mia ơi? Okay. Xin lỗi Mimi nha. Mình không cố ý, mình chỉ muốn trêu bạn một tí thôi mà. Video của mình đến đây là hết. Nếu thích video, hãy like và subscribe kênh Chị Cá Sấu. Tạm biệt.